thưa quý vị tiếp tục câu chuyện của chúng ta liên quan đến ông Elon Musk tôi vừa nhận được bản tin của ông thế đưa nói về vấn đề ký giả Harrison Ford nói rằng là Elon Musk là một nhân vật từ trước đến giờ và từ giờ về sau sẽ không có người thứ hai hai lý do thứ nhất Elon Musk là một thiên tài năm 2003 ông ta lập ra Tesla Năm 2008 ông ta lập ra SpaceX, năm 1999 ông ta lập ra PanPel. Trong suốt thời gian 10 năm đó ông ta đã trở thành một con người siêu nhân của thế kỷ. Khi ông ta lập ra cái vấn đề Tesla ai cũng cười ruồi, bởi vì lúc người xe mà chạy bằng điện làm cái chuyện tếu. Thế giới vào lâu nay vẫn dùng xe điện chạy bằng xăng, bằng dầu diesel dầu cặn đùng một cái Elon Musk đưa ra một chiếc xe chạy bằng điện mặc dù ngày đó điện hãng còn thô sơ mỗi một lần sạc bình điện bình pin của Tesla chỉ chạy vào khoảng độ 100 mai rồi xong cải tiến lên đến 200 mai đến giờ lên đến 3 400 mai và ông đã trở thành một ông vua xe điện của thế giới Ký giả Henry Ford nói một câu hay lắm. Elon Musk làm bất cứ công việc gì đều thành công. Khi mà ông ta lập ra Tesla một thời gian thì Tesla xuống dốc mà ông ta cải tiến. Năm 2018, ông ta đưa hẳn một chiếc xe Tesla lên quỹ đạo của đất. Ông đưa một chiếc xe Tesla màu đỏ đưa lên quỹ đạo của đất. Đó. Cả thế giới không ai có Không ai dám đưa một chiếc xe hơi lên trên Công ty Chevrolet, công ty Ford, công ty GM, công ty Kailak vân vân. Những Elon Musk đã đưa ra một chiếc xe màu đỏ Tesla hồi năm 2018 Với tất cả những yếu tố này Tesla và SpaceX được xem là một hình mẫu tỷ phú của thế giới Năm 2003 ông ta chưa có được 1 triệu đô la Ông ta mới có khoảng 500.000 đô la rồi đến năm 2021, ông ta trở thành người giàu nhất thế giới. Đến giờ này ông ta có 274 tỷ đô la. Trước đây là một người giàu nhất thế giới là ông Jeff Bezos, giám đốc của công ty Walmart, ở công ty Amazon. Nhưng giờ này, ông Jeff Bezos đã thua ông Elon Musk 97 tỷ. Và các nhà phân tích kinh tế của thế giới nói rằng Elon Musk sẽ là người đầu tiên trên thế giới có 1.000 tỷ đô la trong những tháng ngày sắp tới. Vì vậy cho nên ông ta mới dám bỏ ra 43 tỷ đô la để mua hẳn một hệ thống Twitter. Quý vị nhớ ngày trước Jeff Bezos chỉ bỏ cho có 2 tỷ đô la mua Washington Post. Nhưng Elon Musk bỏ ra 43 tỷ. Giờ này Twitter bán cũng khổ mà không bán cũng khổ nếu bán thì kiếm được tiền trước mặt cả chục tỷ đô la nhưng rồi mang tiếng là vì lâu nay Twitter ăn tiền của những cái bọn deep state nó muốn diệt tiếng nói của tự do của dân chủ theo như bản tu chính số một của hiến pháp mỹ bởi vậy ngay Donald Trump cũng bị nó dẹp không cho nói bởi cho nên ông Elon Musk ông ấy nói rằng cô hay lắm cho dù bạn có cảm nhận như thế nào về ông Musk, ông ấy vẫn chắc chắn là một người mang lại sự thay đổi lớn. Câu hỏi duy nhất là liệu ông ấy sẽ là cho mọi thứ xấu đi hay tốt lên? Thì nhà phân tích Michael Newton của Market Wall Street Journal cho hay thế giới sẽ phải thần phục Elon Musk. Mà có cái đặc biệt hay nhất, ông ta không phải đảng Cộng Hòa, ông ta cũng không phải đảng Dân Chủ, Ông ta là có đảng riêng của ông ta là đảng ái quốc Ông ta yêu tổ quốc Ông ta yêu thiên chúa Và ông ta yêu khoa học Và ông ta yêu con người Bằng chứng là ông ta sanh ra thì ở bên Nam Phi Mà lớn lên ở Canada Mà làm việc thì lại ở bên Hoa Kỳ Giờ này cả thế giới đều phải khâm phục và ngưỡng mộ Ông ta đã từng sáng chế ra Chiếc ô tô điện đầu tiên cả thế giới bây giờ năm 2021 vừa rồi ông ta kiếm hàng trăm tỷ đô la. Nhiều người lúc đầu nhận định rằng Tesla của Elon Musk sẽ thất bại và điều đó đã trở nên thành hiện thực trong thời gian khủng hoảng tài chính vào năm 2008-2019. Công ty rơi vào tình trạng sản xuất xe mà không ai mua bởi vì ông ta khác đời ông ta không có dealer, mọi việc đều mua trực tiếp tại công ty. Nhưng mà đến năm 20, thì công ty của ông ta trở thành thế giới thèm khát. Là vì bây giờ vấn đề sang nhất trở thành môi sinh, vấn đề ô nhiễm. Cho nên các công ty của Tesla ở trên thế giới đều được đua công ty Chevrolet thì ra loại cái xe gọi là xe Leaf. Rồi công ty xe của Nissan ra loại Volt tất cả những công ty và xe hơi thế giới đều có sản xuất xe điện và bây giờ chưa có một công ty nào bán nhiều xe bằng xe của ông elon musk kết quả kinh doanh này càng cho thế giới thấy rằng chỉ có elon musk mới là người đủ tư cách để mà sản xuất xe điện bên cạnh đó thì spacex ông ta lập thêm công ty hàng không không gian để đối chọi với công ty nasa cơ quan NASA của chính phủ Hoa Kỳ. Kết quả SpaceX thành công. Đến giờ này NASA theo không kịp là vì ông ta đã dùng 2.400 vệ tinh và còn bắn thêm có thể lên đến cả 10.000 để kiểm soát cả thế giới. Sau khi mà ông Donald Trump ra một cái lệnh thành lập Space Force. Đến bây giờ NASA của Mỹ phải ký hợp đồng với SpaceX để đưa người lên không gian trở lại nguyệt cầu và đưa lên hỏa tinh bằng những các loại hỏa tiễn khổng lồ gọi là Falcon 9. Thỏa ước lên đến hàng chục tỷ đô la cho công ty SpaceX đối riêng với Hoa Kỳ, chưa kể Liên minh Âu Châu, chưa kể thế giới. Rồi có người nói rằng Ô, ông Elon Musk sẽ gặp khó khăn nếu mà mua Twitter. Nhiều người nói rằng ghen với ông ta cho nên không muốn để mà bán luôn cả thúy rời cho ông ta. Nhưng sớm muộn thì ông ta vẫn làm bá chủ thế giới. Là vì không có thúy rời sẽ có những công ty khác và ông ta có thể lập ra công ty riêng. Đó. Người đã có thể bỏ ra 43 tỷ đô la để mua một công ty. Thì ông ta sợ gì không bỏ ra 5 chục tỷ đô la lập ra một công ty thúy rời riêng. Đến giây phút đó thiên hại cạnh tranh không nổi với lại Elon Musk. Nói tóm lại, thế giới ngày nay, tôi đã nhiều lần thưa với quý vị, do người Do Thái kiểm soát, là một cái điều không thể sai. Và tất cả những điều của thế giới sống được thành công và thất bại, giờ này là ảnh hưởng của Do Thái. Chỉ riêng có một Elon Musk, thế giới này sẽ phải quy phục những bàn tay và đôi óc của Do Thái. Bằng chứng là trong trận chiến vừa rồi, uh, Putin Nói một câu rằng là, Elon Musk đụng vào Ukraine sẽ bị Putin bắn những hỏa tiễn, bắn những vệ tinh. Elon Musk vừa cười vừa nói một câu rằng, có khả năng cứ bắn đi. Tôi nghĩ không đủ khả năng để mà bắn vệ tinh của tôi. Kết quả, Putin câm. Quý vị thấy chưa? Và Elon Musk vẫn sẵn sàng giúp từ ATZ cho nữ Ukraine thành công như hôm nay. Rồi đến bây giờ quý vị nhiều người thắc mắc hỏi tại sao Mariupol là một cái thị trấn, một cái thành phố mà Nga đã chiếm đến 90% mà tại sao đến giờ này sau 10 tuần lễ Mariupol vẫn không thuộc về Nga. Thì câu hỏi này đã được trả lời hôm Chủ nhật vừa rồi, 17 tháng 4. Chính phủ Tổng thống Zelensky tuyên bố chúng tôi sẽ chiến đấu đến cùng tại Mariupol. Sau khi nhận được tối hậu thư của Nga, yêu cầu các lực lượng còn lại của Ukraine ở Mariupol phải đầu hàng nếu không sẽ bị tiêu diệt. Tổng thống Nga, Tổng thống Zelensky của Ukraine nói rằng đây là lần đe dọa thứ 10 của Putin. Thành phố vẫn chưa thất thủ. Thủ tướng Denis Shuma cho biết vài giờ sau khi thời hạn chót của Moscow đưa qua, hội tố hậu thư vẫn còn vô nghĩa. Các binh sĩ của Ukraine còn lại vẫn còn đang ẩn nấu không chịu đầu hàng lực lượng quân đội của chúng tôi những người lính của chúng tôi họ sẽ chiến đấu đến cùng bởi vậy cho nên Putin mới đưa ra cái lời tuyên bố oh vậy là chính phủ Zelensky không cho phép những người lính ở đây đầu hàng trong khi người ta đang muốn đầu hàng ở đây là một cái chuyện xấu hổ của cộng sản khi mà con người ta nó cần đầu hàng thì đến bố mẹ ruột đứng đấy cũng vẫn phải đầu hàng. Nếu không người ta chết. Ở đây người ta sẵn sàng chết cho quê hương, sẵn sàng chết cho tổ quốc. Cho nên những lời hăm dọa của Cộng sản chỉ là muối bỏ bể nước đổ đồ vịt. Và chứng tỏ rằng dân của Úc Lên là một dân trí rất cao. Mạc Tư Khoa đã tuyên bố rằng chính Tổng thống Zelensky đã ra lệnh cho các cái quân đội sẽ bị bắn tại chỗ nếu mà ra đầu hàng. Đó là một điều nói láo. Bởi vì Tổng thống Zelensky nói rằng chúng tôi không ai có thể áp lực đối với chúng tôi về vấn đề chiến đấu cho Tổ quốc. Ngay cả Mỹ đem tổ bay mời tôi ra đi, tôi còn không đi. Thế thì tại sao lính tôi nó ra đi? Đó. Tôi có bị ai buộc là phải chiến đấu không? Never. Và Putin còn nói rằng nếu mà không đầu hàng thì những cuộc đàm phán vất đi Zelensky trả lời Từ nay đừng bao giờ bàn đến đàm phán Đàm phán nếu như Nga cố gắng để chiếm Ukraine Và bằng cách là Mariupol Không bao giờ có cuộc đảo hàn Đối với chính phủ Ukraine Putin đừng có mơ Kính thưa quý vị là một lần nữa tôi xin tạm dừng vài phút Sau đó chúng ta tiếp tục phần 3 Xin cảm ơn quý vị